Yêu xa là khi anh chấp nhận trao hết hạnh phúc buồn vui cho một người. Sẽ không còn bên nhau như những ngày mới quen, sẽ không còn thường xuyên chăm sóc nhau. Yêu xa là khi anh bắt đầu tập tính can đảm khi không em bên cạnh. Sẽ trút hết những lo lắng trong lòng bấy lâu, sẽ bỏ hết những lời nói ngoài tai, anh sẽ làm được. Vì một người ở xa, một người chờ đợi, những tin nhắn cũng chẳng thể nào nói hết nên lời. Những tình yêu trong anh đủ lớn để anh vượt qua tất cả những trở ngại. Đừng buồn em yêu nhé, mai đây rồi sẽ ta cùng nhau tay trong tay với nhau trên con đường. Em đã phải khóc khi nghĩ về anh. Anh chỉ mong sau thời gian mang em trở về. Yêu xa là khi anh bắt đầu tập tính can đảm khi không em bên cạnh. Sẽ trút hết những lo lắng trong lòng bấy lâu, sẽ bỏ hết những lời nói ngoài tai, anh sẽ làm được thôi. Vì một người ở xa, một người chờ đợi, những tin nhắn cũng chẳng thể nào nói hết nên lời. Những tình yêu trong anh đủ lớn để anh vượt qua tất cả những trở ngại. Đừng buồn em yêu nhé, mai đây rồi sẽ ta cùng nhau tay trong tay với nhau trên con đường. Em đã phải khóc khi nghĩ về anh. Anh chỉ mong sau thời gian mang em trở về. Vì một người ở xa, một người chờ đợi, những tin nhắn cũng chẳng thể nào nói hết nên lời. Những tình yêu trong em đủ lớn để em vượt qua tất cả những trở ngại. Đừng buồn em yêu nhé, mai đây rồi sẽ ta cùng nhau tay trong tay với nhau trên con đường. Em đã phải không khi nghĩ về anh. Anh chỉ mong sau thời gian mang em trở về. Người ơi mau về đây, anh chỉ mong.